Đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng của Giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam long trọng tổ chức lúc 9 giờ 30 sáng thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017, đúng ngày lễ tạ ơn của dân Hoa Kỳ ăn mừng hàng năm. Rất đông các quan khách, hội đoàn và giáo dân trong và ngoài giáo xứ quy tụ về tại lễ đài các thánh tử đạo Việt Nam để tham dự đại lễ mừng bổn mạng. Một hồi chiêng trống vang lên báo hiệu giây phút trang nghiêm bắt đầu thánh lễ bằng cuộc rước kiệu di ảnh các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ đồng tế do cha xứ Francisco Xavier Trần Quốc Tuấn chủ tế, cùng đồng tế hai cha phó hiệp dân thánh lễ Cộng đoàn Dân Chúa. Sau phần thánh lễ là tiệc mừng được tổ chức trong hội trường với rất nhiều món ăn ngon miệng do các đoàn thể và thiện nguyện phục vụ. Kết thúc là phần cắt bánh mừng bổn mạng. Trong cái tâm tình chúng ta cùng với nhau để chung vui ngày hôm nay thì giờ đây tôi chính thức công bố chúng ta khai mạc cái chương trình văn nghệ mừng lễ bổn mạng ngày hôm nay, và chúng ta cùng với nhau một lần nữa để chúc mừng lễ bổn mạng lẫn nhau. Mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ trong niềm vui mừng tự hào là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam.